Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ tư nha. Em lên sóng phụ tùng một chiếc Custom 90, xe là màu xanh. Xanh 116 nha. Xe là sơn Sirin, nói chung là xe này cũng dạng bình dân thôi nha anh em, chứ không có được xuất sắc. Đó. Xe là bình dân nha, không có xuất sắc nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. 0933 207 208. Đó. Rồi đầu tiên là cặp bao tay. Bao tay là xuất sắc nha. Bên đây là không có bị gì hết nè. Đó, bên đây rất là đẹp luôn. Bao tay này luôn ống ga nha. Cặp bao tay này em bán là 500 nha. Rất là mềm luôn. 500 nha, cặp bao tay. Rồi cặp cùm. Đó, cặp cùm này em bán giá tốt luôn là 500. Luôn tay thắng nha. Luôn đầy đủ hết luôn. Nút rin nè. Đó. Nút rin 500 thôi nha, cầm quá rẻ. Rồi cái đồng hồ 90 ở mặt nơi xuống nha, đồng hồ này bán là 800 thôi nha, cho anh em về vô xe vừa vừa ok nha. Đèn đốm là chuẩn hết nha, đó. Hoạt động chuẩn không lỗi lầm nha. Đó. Rồi ốp đầu trên dưới. Sơn rin hết nha, sơn rin mặt tiền đẹp. Tem là cũng còn ok luôn. Đó, ốp đầu này em bán là giá là 900. 900 nha anh em. Nếu mà khi mở ra có gãy bát hay gì em sẽ thông báo nha, chứ không phải là bán vậy thì mở ra thấy gãy bát thì được luôn nha. Ốp đầu này là 900 ha, sơn rin. Rồi cặp kiến. Kiến là chữ này, made in Japan ha, kiến chân xi đen nha. Kiến này thì dành cho anh em vô những cái dòng 86 hết bài, 86 90. Thường thường những cái dòng 86 90 là nó thường đi cái kiến chân xi đen đó. Cặp kiến này họ kiến này em bán là 500 thôi. Chân xi đen thì nhìn nó sẽ cứng cáp nha. Rồi cái pha đèn. Đó, pha đèn rất là đẹp. Trong vắt luôn nha. Pha đèn này em bán là 1 triệu nha. Bên dưới nè. Ok hết. 1 triệu. Rồi ba ga mũi. Sirin. Ở đây rất là đẹp luôn ha. Ba ga mũi này có mè nhẹ thôi. Nhưng mà cái nước xi nó đẹp. Ba ga mũi này em bán là 400. Rồi mặt nạ. Mặt nạ sơn rin tuyệt đẹp. Mặt nạ này em bán là 600 ha, luôn cái bát sắt nha, đầy đủ hết, hai bên là chưa có bị trầy gì luôn. Rồi bốn cọng dây này là 400 nha, dây thì xài chung, 50 xài chung hết. Rồi vỏ gấp trước luôn giò gà là 1,8 triệu nha, có trầy nhẹ ở đây. Vỏ gấp trước thì đầy đầy đủ bạc đạn tán cổ sơn rin, giò gà thì xài cốt lớn 12 ly. Đó, bán nguyên bộ dính hết luôn là 1,8 triệu. 1,8 triệu nha anh em. Đó. Giò gà thì bao anh em là không có bị nỉển gì hết ha, bao chạy thả tay. Nó bán giò gà là bao chạy thả tay ha, 1,8 triệu sơn rin. Rồi cái về trước. Về trước luôn chữ A. Rồi tem rin nha, rồi quan trọng nhất là cái tem. Mặt tiền đẹp, về trước này là 1,2 triệu ha. Chữ A nè, sơn rin nè, tem rin. Phần phía sau rất là đẹp ha. Họ về heo xe cỡ này là quá đẹp rồi nha anh em. Anh em mà muốn về đẹp hơn nữa là không có đâu. Tại vì một cái về là cái mà dễ bị trầy nhất nên cỡ này là rất là đẹp rồi. Anh em chơi đồ heo xe mà khó tính quá thì rất là khó mua đồ. Tại vì đồ đã qua sử dụng mà đồ nó dục quầy nắng quầy mưa với cái thứ hai á. À, xe này nó để chở hàng sao mà đòi mà hoàn hảo được. Nó cũng phải có trầy này trầy nọ thôi. Đó. Theo em nghĩ là cái về như cỡ này là quá đẹp rồi, sơn rin nè, chưa bị gãy bát nè. Lần trước là tem rin nè. Màu 116 nữa. Về này thì anh em xài cho 70 được nha, 50 cũng được luôn. Đó. 1 triệu 2. Rồi đạp hắn. Đạp hắn gai rất là đẹp ha. Đạp hắn này là 500. Cái này thì vệ sinh ra nha, giò đạp bô dĩ. Đó, giò đạp này thì 300 thôi. 300 nha, giò đạp bô dĩ 300. Rồi cây bô. Bô Goxi nha, bô 90 đàng hoàng, chạy không thoáng nha, bô luôn bát. Bô này bán là 2 triệu 7. Mấy con này thì có thể đổi được nha anh em. Tại vì mấy con này nó chịu cái độ nóng dữ lắm nên nó phải bị sét thôi. Bô là mặt dưới là đẹp hết luôn nè. Đó, cây bô 2 triệu 7 nha, đúng bô 90 nha. Rồi còn cái cặp cớp. Cớp là 700, cớp đẹp. Cớp này thích thì mình dành thay tem thôi ha. Rồi còn cái gấp sau.
gấp sau luôn cốt nè, luôn gác chân nè, gấp sau này thì 1 triệu rưỡi thôi ha, 1,5 triệu. Gấp sau này được cái là sơn riêng đẹp, chỉ có cái bên đây nó hơi xấu ha, nhưng mà nó còn bót nha anh em nè, chưa có bị sợi đó, chưa có bị sợi, 1,5 triệu thôi ha, luôn cốt. Rồi hộp sơn, sơn riêng tem riêng đó, sơn này cỡ này cũng còn rất là đẹp ha, sơn này là 1,2 triệu. Ngay đây có cái dấu này là của cái này nó đá vô nè đó, bởi vì khi mình xài thì nó phải có, nó cũng phải có lỗi nhẹ nha, này này đá vô mạnh nó có cái dấu cắn ngay đây nè, nhưng mà rất nhẹ ha đó, sơn. Rồi chống đứng là 400, gác chân chống nghiêng là sơn riêng, không có bị bùa phép, 600. Rồi xe này được cần số rất là đẹp ha, cần số này 500 đó, cặp cớp là 700 luôn, nút cớp. Rồi cặp phục 90, phục này dúng rất là ngon nha, nhưng mà cái ống xi thì nó hơi xấu, ống xi có nổ trên đây xấu. Cặp phục này em bán là 800 thôi, 800 nha, phục 90 nhúng ngon nha, bên trong nè hơi xấu nhưng mà nhúng rất là ngon luôn, tại vì nó nằm trong chiếc xe 90 rã ra mà. Đuôi sau 700 luôn, trắng bùng, đuôi 90 đàng hoàng. Đó, đèn hậu xuất sắc 800. Cái đế nè, chụp rin, đèn hậu là chụp rin, đế rin, nói chung là rin 100%. Rồi ba ga sau, ba ga sau này thì 900 thôi, si rin. Rồi thùng xăng lớn, thùng xăng lớn này thì nó có dặm sơn nha, có dặm sơn, thùng xăng lớn này bán là 400, cho anh em về vô xe cỏ cỏ hoặc là anh em vô những cái dòng xe bán á, tại thùng xăng lớn nó dễ bị xấu lắm, nó bán 400 thôi, luôn báo xăng rin nha, hoạt động chuẩn. Rồi cái yên, yên là đế mút rin nha, luôn đầy đủ bát, đầy đủ hết luôn, da lợp lại khít hư, yên này bán là 500 thôi. Cái mút rin đó thì mình ngồi nó bao im nha, ngồi rất là im luôn. Rồi dây điện xe này là 1,2 triệu. Rồi còn cái bẩn, bẩn này là hàng mới vô logo nha anh em, bẩn thì giá cũng như, như mọi lần nha, 1,5 triệu. Bẩn là đẹp hoàn hảo, xuất sắc ha, bẩn hoàn hảo 1,5 triệu. Tại vì bẩn theo xe khó có cái nào đẹp lắm anh em, chơi bẩn cơ này là quá đẹp rồi, tại vì mình đi mua lẻ, cái logo nó đã 500 ngàn rồi, nguyên bán nguyên cái gì có 1,5 triệu rồi. Cục máy là em bán là 11 triệu đầy đủ, bình xăng con Boe. Rồi bây giờ bán tới cặp vỏ trước đi. Ở cặp vỏ đun lớp nha, vỏ này hiện bán là 1,4 triệu, vỏ này là 250 hết nha, này đây, có nứt rồi, vỏ này có nứt nha đó, vỏ này có nứt một đường ngay đây thôi. Rồi vỏ này để bán chung với cặp bánh ha, tưởng không có nứt nhưng mà nó bị nứt rồi. Máy là 11 triệu nha, máy bình xăng con Boe, máy là bao đầu nồi chưa mở, bao im, bao hú. Anh em nhìn nè, máy 11 triệu nha, máy bình xăng con Boe, lốc không dặm tốt gì hết. Gan ti là hy hầm nha, gan ti hy hầm nha anh em, máy là bao im bao hú, nói chung máy 90 là chạy rất là mạnh mà giá im nó có 11 triệu à, lốc là không có dặm gì hết. Họ lốc bên đây là không dặm nè, đầu bò thì móc lên rất là đẹp luôn. Rồi anh em cần món nào nữa cứ alo nha.